Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Mình là Tà Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là trận vòng loại cuối cùng. Ở bên kia chắc 3 điểm á. Bên kia là tem của Hiếu Cẩm Mỹ với sự xuất hiện của Lâm Trang Bàn, tài súng Khang 2m2 trọng chim và thắng cao. Còn bên đây là cái tem Xì Phố, Sò Phi, Trân Nguyên, Thanh Tân và Tấn Euro. Rồi. Hiện tại bây giờ đang điều khiển trên cột cờ trọng tài Thuận đến từ Long Khánh Đồng Nai. MC Ngô Khoa kính cận. 0-0. Một pha kết thúc tốt của Trấn Nguyên. Trấn Nguyên là bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Phong Liêu Khải. Xì Phố vừa phát bóng hồng, 1-1. Tiếp tục cho Xì Phố. Khang. Thôi rồi. Nè. Đây. Kèo này mở máy chấp vậy nè. Ta vô hàng. Bơ. Dư luôn á. Chấp 3 điểm. Dư luôn thiệt. Dây. Chập bài em có chơi rồi, giờ mình đã động không có nổi rồi. Làm chẳng bàn. Có lẽ trận đấu này Xì Phố là một trong những người bia đỡ đạn. Ba hai. Bốn hai. Thanh Tân. Thanh Tân này là một trong những cũng là cụ của các giải 44 nha các bạn. Rất nhiều giải Thanh Tân tham gia. Ba bốn. Làm chẳng bàn. Các bạn nhìn thấy động tác của Khang 2m2 như thế nào? Một cú chơm quá nhanh, đáng tiếc bung bay ra ngoài. 4-0. Làm trận bàn kết thúc tốt, 5-4. Đẳng cấp của Tân Euro quá ghê. Một pha bỏ nhỏ quá hay của Tuấn. 5-0. Làm chặn bàn lưới. Tỷ số tại giờ là 7-5 mới là chính xác. Che còn trái thôi. Che còn trái thôi, bỏ phải, bỏ giữa. 7-5. Dậy à. Làm. 8-5.
Khang. Sáu tám. Thành Tần Phan chúng ta chắn của Khang 2m2 ra ngoài. 9-6. Quá ghê cho cái tam xì phố. Có thể nói thắng trận đấu này, set đấu này sẽ chấn động Long Thành Đồng Nai. Trần Nguyên. Bên Bà Rịa Vũng Tàu ấy, chung với thằng Khải á. Và cố gắng của xì phố, tinh thần chiến đấu của xì phố rất đáng được khen ngợi. Xì phố là một con ếch chú bài của lại tên Long Thành hôm nay. 7-11. Vẫn còn Khang. Tám mười một. Một pha chắn tốt của Thắng và Khang. 9-11. Khang. Trời. Vô cô rộng. Mười mười một. Vừa khô vừa rộng trên sân Hải Đăng Sông Nhạn. Vừa khô rộng. Hết đi. Hết đi. 13 đều. Mười một đều. Đẳng cấp pha bóng gì rồi của cô tài của tài sông. Một pha quan sát đẳng cấp. 12-11. Một cái dàn trắng của Thắng và Khang quá khó chịu thật sự. 13-11. Ôi cộm. Bóng
Tỷ số đang rất hấp dẫn. Đập bi, đập phay. 12-13 cho Sì Phố. Đập rơm, đập củi. Chắc khô hả? Chắc khô hả? Chắc khô. Làm chẳng bạn. Sì Phố làm gì đây? Rồi. Mười bốn mười hai. Trời ơi. Tốt. Cái dàn trắng của Khang 22. Quá ghê. 15-12 nghiêng về cho Hiếu Cam Mỹ. Xin chúc mừng tài xung làm cho bàn. Thắng cao Khang 22 trọng chim vào bờ an toàn. Mời các bạn tiếp tục xem set thứ hai của cặp đấu này nha.